Duy là bài đánh cư hợp meta hiện tại, dù ở rank hay giải đều hot pick, không chỉ rank chiến tướng trở lên mà mọi bậc rank luôn. Nên đôi khi anh em đi rank ấy phải cấm, không chỉ vì sức mạnh thực sự mà lý do chính anh em không muốn đối đầu một Duy map sáng. Đam Duy thì to, dễ dàng sốc đam, farm không ổn mà ganh nóng chẳng xong, đánh đấm gì đây? Trong khi đợi gà rán tung ra bản anti hack map 2024 như gà rán công bố thì chúng ta phải tự cứu lấy mình trước thôi. Vậy thì chơi tướng gì để trị và đề phòng Duy đèn pin khi đau đánh? Sau đây những vị tướng gợi ý cho anh em, nhớ chia sẻ cho bạn bè của anh em với nhá. Em muốn tìm tài khoản có các bộ trang phục xịn của Ryoma, Ryoma Ultraman và các bộ trang phục khác của Ryoma đúng không? Mời anh em lên trên shop, chọn mục xả ạc tồn kho theo ngày. Thoải mái chọn ạc, nhớ nhập voucher siêu 12 các bạn nhé. Ryoma Ultraman, Ryoma Samurai. Yên tâm, mua tài khoản chẳng may gặp sự cố, hoàn lại tiền cho anh em một nick khác. Thứ nhất, Lidiana, anh em quá phân vân khi không biết lựa chọn tướng mid nào để đi cùng kèo với Duy. Theo dạng độc lập, không quá phụ thuộc vào team, lại có thể đi đường đủ an toàn trước Duy, cũng như là tránh cái cú cắt chí mạng thì Lidiana quá hợp lý. Vì cô nàng cáo có cho mình bộ kỹ năng toàn diện, có đủ sự cơ động để né cái cú cắt của Duy, đóng mở ngoặc nếu có thông tin và tránh bị bất ngờ. Tiếng pha biến ảo hoán hình để có thể lách sang một bên là quá đủ. Chứ nếu mà không có tầm nhìn nhá, né bằng niềm tin. Anh em nên nhớ, mấy con Duy dùng đèn pin nó cắt toàn không sai thôi. Bình thường đi kèo với Duy nói riêng và mấy con mid khác nói chung, chúng ta cầm Lidiana ấy có thể đứng bụi và cấu đỉa máu. Nhưng nếu nhận thấy Duy bên kia có mùi mát thì anh em đừng bao giờ đứng AFK trong bụi nhá. Tức là phải di chuyển liên tục, chấp nhận không để nó cấu đỉa máu. Cứ vung chiêu vào lính, miễn sao bạn dọn trước và di chuyển ganh sớm là được. Vì xét về tốc độ di chuyển nhá, chắc chắn Duy không thể bằng Lidiana được. Còn dọn sau thì tùy thế trận, nhưng anh em khi chơi đừng quá đứng gần xạ thủ, tránh nó một lần cắt chúng cả hai ấy, thì chết dở. Và khi có một cái lượng đồ nhất định, chỉ cần Duy đứng láo một tí thôi, ăn một quả cầu choáng của Lily, thêm quả hoa cao lao vào ấy, kiểu gì chẳng nắm. Đừng quên mấy ông map Duy ấy rất là hay tự tin đứng cao đúng không? Lơ ngớ phải cho nó bay màu ngay nhá. Thứ hai, Elsu. Thực tế, các vị tướng xạ thủ để mà nói khắc chế Duy thì khá là không hợp lý, mà chỉ là hạn chế sức mạnh và ảnh hưởng của Duy đem tới. Thành ra, anh em nên chọn xạ thủ có thể lên Honey Choi mà vẫn đảm bảo cái lượng sát thương, cũng như có một chút cơ động để né đi cú cắt của ả ta. Ví dụ như là bọn Heate, Van Hên, Elsu hay cả tụi Vio, Slim khi có thể hy sinh một slot đồ sát thương để lên Honey Choi sớm. Tuy nhiên, trong đám này thì chảm game lấy Elsu ra làm đối tượng ví dụ. Đầu tiên, nếu giữ vị trí tốt thì thậm chí chúng ta không quá cần Honey Choi cho Elsu đâu, vì những cú cấu rỉa chiêu hai quá xa. Tất nhiên, nếu cứ đạn ấy thì dễ dàng nhận vô vàn lời yêu thương. Thành ra chúng ta cần phải thêm Honey Choi để tự tin hơn. Nên nhớ, với người bình thường, Elsu ẩn thân và ngắm dấu tia laser ấy thì rất là khó bị phát hiện, nhưng gặp mấy thằng map ấy thì có nịt. Vì vậy, anh em hạn chế đứng đạn quá nhiều, quá lâu và quá cao. Còn về vụ lên Honey Choi ở slot nào ấy thì với Elsu, món đồ thứ năm là quá đẹp rồi. Chưa hết, với những cái mắt chưa một đặt cao thì ở cả giai đoạn đi đường và về sau, Elsu sẽ hạn chế được phần nào sự bất ngờ mà Elsu đem lại. Kiểu là thấy hình bóng Duy là biết nó định làm gì rồi. Nhưng quan trọng nhất với một vị tướng xạ thủ thì vẫn là có sự phối hợp của trợ thủ và các vệ tinh xung quanh. Đứng cao tạo áp lực cho Duy, là Elsu nói riêng và các vị tướng xạ thủ khác nói chung ấy, thoải mái chơi bắn. Chứ để một con Duy nó thoải mái ngắm, thoải mái cấu đỉa và tấn công bất ngờ thì hết cứu. Thứ ba, Aoi. Duy là pháp sư, không có độ cơ động cao, khả năng thoát lui thì tệ, nên ngại gì mà cung pick những vị tướng sát thủ để có thể củ hành cô nàng. Đó là Ngộ Không, Ken, rồi là bọn Nakdot, Aoi, Pain, Suka, Kinnak. Tuy nhiên, nếu mà để đối phó một con Duy bốn chân dùng map ấy, thì trải game nghĩ rằng anh em nên né hai con là Ken và Ngộ Khỉ ra. Và tối ưu nhất là bọn Nakdot, Aoi, Pain, đột kích bất ngờ. Và nếu là chạm game ấy, sẽ thiên về Aoi. Vì với 2 hay thậm chí là 3 lần đánh đu của mình, chắc chắn dù không vào Aoi ấy, cũng có thể lấy tốc biến hay là chiêu cuối ở cô nàng này. Và nhịp sau đó ư, làm gì còn sau đó nữa hả anh em, lên bảng rồi. Tuy nhiên, anh em đi rừng mà gặp Duy ấy, cái vấn đề không phải là làm sao để bắt cô nàng. Vì chỉ cần chạm vào ấy, 99% Duy nằm rồi. Mà cái quan trọng là làm sao để giữ được bùa, tránh mấy cái pha chúng ta ăn hộ kẻ địch đang farm con bùa, bẹp cái Duy hai cắt, mất luôn con bùa rồi còn đâu, vì đam của nó to kém gì cái tê tai của mình đâu anh em. Vấn đề này nhá, ngoài việc cẩn thận kéo ra xa và ăn ấy, thì còn cầu mong sao cho đồng đội có thể ke một chút để không cho Duy vào và cắt thoải mái. Chúng ta có thể không cần quá cố gắng bắt vào Duy. Ừ thì bình thường bắt khá dễ dàng với mấy cái pha núp bụi, nhưng nếu xác định nó map ấy thì bỏ đi farm ganh hai cánh cho lành. Mà tính ra nhá, nếu con Duy nó map và nó ping ấy, thì anh em đừng cố gắng ganh bằng được làm gì, có mặt fan mà được. Đợi giữa cuối game có nhiều tiền, càn vào thôi. Cứ thế mặt Duy, anh em làm vài đu, câu kỹ năng đi, hoặc là vào luôn, sốc đam nhanh gọn lẹ và rút ra.
Thứ tư, Iggy. Bình thường để đối phó với Zue, chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn, từ Lidiana như trải game vừa gợi ý, cho đến Chrissy với bao lá, Rat với những cú đấm sấm sét. Tuy nhiên, gặp bọn Zue cắt không cần tầm nhìn, thì chọn những vị tướng pháp sư tầm chiêu dài, núp sâu, trả sát thương hoặc là ra tay trước là không tệ. Hai cái tên, Iggy hoặc là Kali, anh em sẽ bảo là lấy làm bia cho Zue cắt hay là gì. Tuy nhiên đó là do ông ta đánh ẩu, cứ đưa mặt lên cho Zue cắt, còn nếu chủ động đứng sau, không quá sợ đâu. Xét về tính phổ biến chơi hiện tại nhá, Iggy, TNG nghĩ rằng anh em nên tận dụng để đi kèo với Zue. Đến giải đấu kèo này còn đánh qua lại được cơ mà. Và để an toàn, Iggy hoàn toàn thể lên thêm một quả Holy Choi như trong giải đấu bao châu luôn. Đầu game, chỉ cần Zue dám cho Iggy đứng gần ấy, xác suất mất tốc biến là cực cao. Có hỏa bạo, chúng ta cứ dí đầu Zue mà ném thôi. À né thì mất đạo quân vương, tạo cơ hội cho anh em sát thủ trong team làm việc. Còn không né, nửa máu bay màu là ít. Quan trọng nhất là Iggy có khả năng dọn lính ra nhanh để khiến cho Zue không thể chiếm quá nhiều lợi thế khi di chuyển trước hoặc là tạo áp lực ở đường rồng. Tức là kể cả không thể solo với Zue, chúng ta cũng có thể giúp team thủ cực kỳ trì ở đoạn đầu. Tất nhiên chúng ta có thể lựa chọn phương án khác bên cạnh việc kèm 1-1 với Zue, đó chính là ganh ngược hướng với Zue để top mình xanh hơn. Mà ở đấu rank, đường xe ra ấy, toàn là mấy con sát thủ đấu sĩ như bọn Quy, Zena, Ryoma, rồi là bọn Murat, Ngộ Không, Zuka. Mà tụi này xanh nha, không chỉ xạ thủ mệt, mà mấy con kém cơ động như Zue cũng cực kỳ khó chơi. Thứ 5, Helen. Một khắc tinh của mấy con thích cấu đỉa chính là những vị tướng có khả năng hồi phục căng. Ở vị trí trợ thủ ấy, hiện tại có Helen, Tara, Rui. Và tương lai 2024, chúng ta có thêm vị tướng Doria. Nhưng để đối phó với Zue mà dùng dạng này, Trảm Game nghĩ rằng Helen là hợp lý nhất. Vừa thể spam hồi phục liên tục với chiêu 1, vừa thể hồi máu cho nhiều đồng đội cùng lúc khi bạn bật chiêu cuối. Vì trừ khi Zue nó siêu ao tiền, hay là có một đối tác tuyệt vời kiểu như bọn Elsu chẳng hạn ấy. Còn lại, Zue cắt đi bao nhiêu máu, Helen hồi lại bấy nhiêu luôn. Còn Zue mà ở thế bị ép nhá, thì thực sự kể cả đối tác ăn ý như là Elsu ở đoạn sớm cũng rất là khó làm cho Helen thể nhăn mặt được, đặc biệt ở rank đơn. 10 người chơi Zue gặp Helen nhá, phải có tới 8 người không muốn lên sách và 2 người phải lên nhưng slot sau mới lên cơ. Thành ra Helen hồi máu mạnh luôn, kể cả Zue có lên sách. Mà thật ra Zue lên sách, độ hiệu quả nó không quá lớn đâu anh em. Khi đó giao tranh ấy, Zue gần như là phế luôn. Nhưng Helen vẫn cực kỳ cần huấn luyện choi, vì nhịp cắt của Zue là nhanh hơn nhịp hồi phục của Helen đó anh em. Tất nhiên chơi Helen ấy, chúng ta không thể kiến tạo cái lối chơi hay là tạo áp lực cho Zue nói riêng và các vị tướng kẻ địch khác nói chung. Nên anh em có thể cân nhắc một số vị tướng trợ thủ cường công khác như sau, để chúng ta có thể đánh thẳng mặt Zue như là Cock nè, Zibnit, Thane, Rumbua, Grak. Lưu ý nhá, nếu đi trợ thủ mà gặp Zue nói riêng và tụi cấu đỉa mạnh nói chung ấy, thì phù chú trường sinh là món trang bị anh em nên hướng tới bên cạnh những món thủ vật lý hay là phép thuần túy khác. Và đó là bị tướng TNG gợi ý cho anh em nên pick khi đối đầu một Zue hack map. Vậy thì anh em đeo đanh, nếu mà đối đầu một Zue hack map ấy, anh em sẽ lựa chọn cái vị tướng nào khi thời điểm ban pick anh em thấy Zue và ngửi thấy mùi gì đó khác lạ? Ví dụ như là bộ trang phục bậc A chẳng hạn, nó lại chí mạng x2 luôn. Anh em biết đó, yếu tố thuật toán ưu tiên đề xuất các video nhiều like và bình luận. Vậy nên để giúp kênh ngày càng phát triển, anh em đừng quên tặng TNG một like và bình luận dưới video nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.